Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về món đầu cá lóc nấu canh chua nhé. Mình giới thiệu đây nguyên liệu để mình sử dụng làm cái món canh đầu cá lóc là gồm có hai cái đầu cá lóc. Đây, đây là đầu lóc. Giá đỗ này, rồi đậu bắp này. Đây là dứa này. Dọc bùng này mình có thể rửa sạch xong mình rửa bóp với nước muối nhé, muối loãng. Và đây là nấm kim châm, nấm kim châm. Và đây là ớt, một ít nghệ để chúng ta có thể làm đẹp màu, còn nếu không thích bỏ nghệ cũng thôi, cũng không cần thiết. Và đây là rau để chúng ta cũng có rau ngổ này, thì là ít vài nhánh rau răm. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nấu món canh cá này cho các bạn xem. Cái món này rất là đơn giản, các bạn nấu cho gia đình ăn rất là tốt, bởi vì là cái cá thì mình chọn cá tươi về, mình không ăn những đồ nó không lạnh nhiều. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ nấu món đầu cá, canh đầu cá lóc. Và chúng ta sẽ cho ít dầu vào nhé. Và vào nóng thì chúng ta sẽ bỏ cá vào, bỏ hai cái đầu cá này vào nhé. Thêm nước vừa ăn nhé, ví dụ hai vợ chồng chúng ta một bát, còn ví như đông người nhà, đông người vẫn thì chúng ta phải cho thêm một ít nước. Thì chúng ta cho nước sôi thế này, chúng ta phải bỏ cái canh cá này, thì muốn được ngon thì chúng ta sẽ bỏ đây là dùng me hoặc là dùng sấu cũng được, như nhà mình là dùng sấu, mình sẽ bỏ 3 quả sấu vào. Thank you.
sáu vào nhé. Sau chúng ta sẽ bỏ ba một ít cà chua vào. Đối với nghệ này thì mình sẽ cho vào trước nhé. Món canh này rất là đơn giản các bạn. Món canh này rất là đơn giản. Và chúng ta đun sôi. Thì mình cho lâu chín thì mình cho trước nhé. Như nấm với xá thì mình cho sau cùng. Nấm với xá thì chín á, nó chín thì mình sẽ cho nấm với kim chi với giá vào. Đây, nấm thì sao vào.
canh đồ cá lóc cá chua nhé. Thì mình cho rau vào và mình sẽ tắt bếp nhé. Món canh cá lóc, đầu cá lóc của mình đến đây là kết thúc nhé.